đây là trung tâm thành phố mới Bình Dương. Đây là một vòng xoay lớn nhất của thành phố mới Bình Dương. Mình đi khoảng mấy phút mới hết được cái vòng xoay này luôn. Nói chung khu này rất là vắng luôn. Vắng vẻ lắm luôn. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Giờ cũng 9 giờ rồi. Sớm rồi đâu. Chẳng đi vào công MS ngân hàng Việt Công Banh. Just like a spark that's breaking out. Can't make a start, can't turn back now. You know that there's no room for doubt.